xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini war. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại Chiến Thợ Mỏ. Nhiệm vụ của mình đó là phải đi đào những cái block gì đây? Trời ơi, khối năng lượng à? À, sau đó chúng ta sẽ đi nâng cấp. Ui hồi, vừa vào mình đã thấy cái cung gỗ có khả năng đặc biệt thế này. Mà nhìn đẹp ra ma luôn. Ui, có vẻ là xịn sò đấy các bạn. Có vẻ là ngày hôm nay chúng ta sẽ sở hữu những cái món đồ. Ui, cúp năng lượng này. Ôi, ôi xịn đấy các bạn ạ. Đáng đồng tiền bát gạo đấy. Ui, cái map này rộng thật. Ở bên này có này, ở bên này cũng có này, bên kia cũng có này, trên tầng cũng có luôn. Ui, có vẻ là cũng được đấy. Rồi, ở đây có rất là nhiều đồ các bạn ơi. Có rất là nhiều đồ. Ui, mình sẽ cố gắng là nâng cấp thật là nhanh nhá. Đấy, chúng ta sẽ... Ui, nhưng mà mỗi tội là đồ ở đây nó không xếp ngăn nắp giống nhau ấy. Thế là mà nhìn nó hơi hỗn loạn. Rồi, mình sẽ cố gắng là chế cái mảnh gravity phải không? Hay là cái gì đó. Ok, cần 120 mấy block thì phải. Mình vừa mới lướt qua. Đây, chúng ta phải chế cái mảnh, đúng rồi. Gravity 128. Wow, có vẻ là cần nhiều đấy bạn. Đấy, đây là cái cúp sắt à. Cúp này cúp sắt các bạn ạ, chứ không phải cúp sắt đâu. Cái này là cúp sắt. Rồi, chúng ta được bao nhiêu rồi? Ui, bây giờ còn chưa được 2 stack thì chắc còn lâu. Rồi, bao giờ đủ 2 stack đi. 2 stack đi là chúng ta đổi vừa. Úi dồi, chưa được nha. Chưa được nha. Có vẻ là mới đầu là cho cái cung gỗ có kỹ năng là nó hơi giả dối các bạn, hơi lừa. Rồi, bắt đầu rồi, cúp vàng. Tiếp đến là cúp kim cương à. Ui, cúp năng lượng à, năng lượng xanh, mảnh gravity và 32 khối năng lượng. Ok. Ui, trời ơi, cúp vàng đào vẫn thế. Mà nó lại còn đắt hơn. Dã man thế. Mình có nên đó là mình có một cái ý tưởng, đó là chúng ta sẽ chế lên cái cúp sắt. Đó, chúng ta sẽ dùng hai cái cúp. Trời ơi, chuẩn bài luôn. Trời ơi, đúng chưa? Ui, chúng ta có thể sử dụng hai kỹ năng. Ui, chuẩn như cơm mẹ nấu luôn. Trời ơi, hợp lý luôn các bạn ơi. Cái này là cái chỗ gì đây? Ồ, hình như là chỗ này là chỗ PVP. Chết giả rồi. À, cho mình về nhà đi. Ở đây về nhà. À, hợp lý luôn các bạn ơi. Dùng hai cái cúp là đào chuẩn bài luôn. Đấy. Ngày hôm nay là chúng ta sẽ... Ui, đây có súng này. Đại bàng xanh à. Úi dồi. Ui, chưa gì đã có khẩu AVKM rồi. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp lên. Ủa, gậy thiên thần này, túi y tế này. Rồi, từ từ đã. Chúng ta cứ tập trung mà xử lý sao nào. Nâng cấp lên được chưa? Cúp năng lượng xanh này rồi, ok. Tiếp đến là cái cúp gì đây? Năng lượng xanh rồi, đến năng lượng gì nữa? Ủa, đây nhiều cúp đẹp lắm. Cúp Galaxy à? Wow. Cúp cái gì đấy? Bạch Kim Linh à? Ủa, có vẻ là nó cũng xịn sò đấy. Rồi, ok, chúng ta lên được cái cúp tiếp theo. Cúp năng lượng vàng, năng lượng xanh rồi. Bây giờ tiếp đến cần một mảnh gravity nữa thôi. 128 block này nữa thôi. Ui, có vẻ là cúp năng lượng xanh vẫn thế các bạn này. Vẫn thế luôn, chả có thay đổi gì nhiều. Trời ơi, đào nó vẫn gọi là được ít block như xưa. Mà nó còn thời gian kỹ năng còn lâu nữa chứ. Không sao, nhưng mà chúng ta sẽ... Đấy, không bằng cúp sắt các bạn. Quanh đi quẩn lại là không bằng cúp sắt. Đấy, nó được hơn một xíu thôi. Rồi, chúng ta được 2 stack chưa ta? Rồi, được rồi, đủ rồi. Đủ luôn rồi các bạn đây. Rồi, chúng ta lên được cái đây nhá. Một mảnh gravity này. Rồi, lên được cúp nham thạch. Ok, cúp nham thạch. Tiếp đến là cúp nham thạch là hai mảnh gravity và một cái gì đấy, sao huyết linh à. Ok, sao này thì cần 192. Ui, nhiều thế. Trời đất ơi. Có vẻ là đồ trong này là đẹp thật đấy, nhưng mà đắt dã man con vịt luôn các bạn ơi. Không phải dã man con ngan. Rồi, mình xem có thức ăn chạy nhanh không. Mình bị mộng năng rồi. Ok, con gà quay đây rồi. Ui, mua được hẳn một stack luôn. À đâu, hai stack chứ. Rồi, mình sang bên này đi các bạn. Thế giới bên kia là của bạn kia rồi. Ok, nhanh thôi, yên tâm các bạn. Chúng ta đào nhanh thôi. 192. Ui, hình như là đâu đó khoảng 3 block à. À đâu, 3 stack à. Ok, thì chúng ta nhận được một cái sao. Ok, chúng ta sẽ cố gắng nào. Mấy bạn kia cứ ngồi đấy mà cá tháng 4 với cả cá tháng 5. Tí nó quánh nó không trượt phát nào là hết cá ngay. Rồi, chúng ta sẽ nhận được hai cái mảnh gravity. Ui, hai mảnh gravity phải không? Bao nhiêu rồi? Chắc là được rồi đấy. Chắc được một mảnh rồi. Rồi, một mảnh rồi. Cũng nhanh mà nhờ. Tính ra cũng nhanh mà. Đồ VIP đào cũng nhanh hơn một xíu. Rồi, ok, chúng ta
Đúng rồi, lo. Phải lo chế tạo đồ VIP nhanh các bạn. Mình không thể nào mà lơ là được. Lơ là tí nữa là bị ăn hành đấy, là đừng hỏi vì sao luôn đấy. Rồi, chúng ta được cúp hoàng gia. Sức mạnh của hoàng gia và quý tộc. Úi dồi ôi, ghê chưa. Rồi, sao nào cúp hoàng gia đâu, hết chưa? Hình như đấy là cái cúp VIP nhất à? Chưa, cúp mộc linh nữa. Rồi, ok, cúp mộc linh. Ui, tưởng cúp hoàng gia. Ui, nhìn cúp này đẹp nhờ. Wow, cúp này bắt đầu xịn sò đấy. Nhìn cúp này đẹp phết đấy các bạn. Nhìn như kiểu là cái chế tạo từ mấy viên đá của Thanos ấy. Ồ, giống ta. Rồi, ok. Đấy, đưa nhau đi trốn à. Rồi, chúng ta sẽ đào ở đây nhá. Mình hiện tại là bây giờ phải cần đến hai cái ngôi sao kia phải không? Ui, đào nhiều hơn rồi đấy. Đào nhiều dần rồi đấy. Ui, ngon luôn các bạn ơi. Cúp này cũng đáng đồng tiền bát gạo. Được, được. Có làm thì mới có ăn các bạn ơi. Có làm thì mới có ăn. Rồi bây giờ hai cái mảnh, hai cái sao này phải không? Ok, sắp được rồi. Hai cái sao này và một mảnh à. Bây giờ đi đào đi. Mỗi lần đào này cũng được khá khá mà. Nhiều mà. Có phải ít đâu. Nhiều mà. Rồi, vài đổi thôi. Chắc là đủ rồi. Chúng ta sẽ đổi sao huyết linh này. Ủa cái gì đây? Kiếm năng lượng à? Xịn thế. Bây giờ là chúng ta sẽ cần đến một cái mảnh nữa. À đây, 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 có đủ một mảnh đấy. Rồi, cúp năng lượng. Chết dở rồi. Chế tạo nhầm rồi. Không, trời ơi, mình cần cúp mộc linh mà. Trời ơi. Chưa thì chế tạo xong thì đã nâng cấp lên cái cúp kia. Rồi, thì bây giờ mình lại phải chế tạo lên một cái mảnh gravity các bạn. Thôi không sao. Không sao hết. Không sao cả. Trời ơi, cái cúp vàng là cái cúp lở. Ôi, cái này là... À, cái này còn có cả cái chỗ ngăn cách các bạn ạ. Ngăn cách giữa gọi là nhà của mình và nhà của đối thủ. Trời ơi, không thể nào mà cho xâm chiếm được. Ghê vậy ta. Trời ơi, ác nhờ. Rồi, chúng ta sẽ nên lên được cái cúp mà. Cúp gì? Không, cúp mộc linh các bạn. Mộc linh. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ cần một sao và ba mảnh. Ui, cúp này là cúp bạch kim linh à. Có sức mạnh bí ẩn à. Già gì phết đây các bạn ạ. Cúp này đẹp thật, tài luôn chứ. Nhìn cái cúp này giống kiểu cúp, ui, cúp chiến binh dã man luôn ý. Nhìn nó kiểu như là một chiến binh thực thụ chứ không phải là một miner đâu, một anh thợ mỏ đâu. Một anh thợ mỏ. Rồi, ok, một cái này này, hai cái mảnh kia. Đơn giản các bạn. Đơn giản. Nhiều dã man. Nhiều dã man. Khoảng ra mái. Không biết là bạn kia nâng cấp được lên cái cúp gì rồi. Đấy, anh thợ mỏ đẹp trai. Rồi, chúng ta lên được cúp. Ấy, nhầm, không phải, không phải, không phải cúp này. Chúng ta phải cần 3 mảnh, tí nữa nhầm các bạn. Ấy, không phải cúp này nha. Cúp bạch kim linh, cúp có sức mạnh bí ẩn à. Ok, xem nào, bạch kim linh là hết chưa. Rồi, cúp galaxy là chúng ta cần 1 sao và 5 mảnh. Ok. Wow, sức mạnh bí ẩn là cái gì đấy. Ây à, cúp này có vẻ là cũng khá khẩm hơn. Ok, chúng ta sẽ một sao này và 3 mảnh phải không? Thiếu. Một sao mà mấy mảnh chứ. Ok, đào thêm một lần nữa thôi. Chúng ta cứ đào thêm một lần nữa là đủ rồi. Map này rộng dã man luôn. Thoải con gà mái là mình nâng cấp đồ. Đây, chúng ta sẽ 3 mảnh. 1, 2, 3. Thêm 4, 5. Rồi, ok, cúp Galaxy đây rồi. Galaxy và cúp tiếp theo đó là cúp Loi Thiết Linh. Ui, sức mạnh của sấm sét của các vị thần. 2 sao và 3 mảnh. Ok. Xịn hơn ở đấy. Nhưng mỗi tội kỹ năng nó lâu thế. Sốt hết cả ruột. 2 sao và 3 mảnh phải không? Có liền đây. 2 sao và 3 mảnh. Ui, đào một cái thôi. Mình đào chắc là tầm 2. Kỹ năng là... Cái này đào nhanh thật. Đào chay. Ui, tính ra đào chay nó còn nhanh dã man luôn mà. Đào chay nó nhanh hơn cả cái cúp vàng đấy. Team bên kia kìa, team bạn ở bên kia kìa. Tí nữa mình sẽ có thể là chắc là sang được nhà của đối thủ chỉ bằng cách là đi đi đường đấu trường thôi. Sao ba. Rồi, ok, chế mấy cái mảnh này đi. Rồi, chúng ta sẽ có Loi Thiết Linh đây à. Loi Thiết Linh xong rồi tiếp đến là cái cúp. Ui, làm cúp quá. Hoát cả mắt rồi. Hết chưa? À đây rồi. 5 sao huyết linh. Cúp huyết linh. Hồn cúp, sức mạnh bí ẩn chứa trong bên trong. Ui ôi. Rồi, cần 5 cái sao kia phải không? Có vẻ là wow, amazing. Ui, có vẻ là cái cúp kia là cái cúp cuối cùng rồi thì sao ấy.
mà chúng ta cần đến 5 cái ngôi sao kìa. Ui, tính ra ngày hôm nay mình chết giả rồi, toàn tập trung nâng cấp cúp là thế nào. Toàn tập trung nâng cấp cúp này, tí nữa ăn hành là thôi đấy, toang luôn đấy. Rồi, đào thêm cái nữa là ngoài chúng ta sẽ đi. Ồ, xịn sò chưa. Ui, chết giả rồi, đào hộ bên kia luôn. Ấy, team mình hay team bạn? Ê, bắn đi, bắn đi. Úi trời ơi, sợ quá cơ. Úi trời ơi, kiểu như bạn này đang không hiểu tại sao không thể bắn được qua đấy. Sợ quá cơ. Thấy mình đã vác ngay súng ra đây được rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ chế tạo cái đâu? Con bò à? Huyết linh hồn cúp. Huyết linh hồn cúp. Thế nào, còn cái cúp gì nữa không? Huyết linh hồn cúp. Hết chưa? Ui, huyết linh hồn kiếm. Hết rồi sao các bạn ạ? Ui, hình như đấy là cái cúp gọi là xịn sò con bò nhất quả đất ở đây rồi. Wow, thử xem nào. Cũng nhiều. Nói chung là cái gì đây? Sức mạnh vô cực bí ẩn bên trong. Ok, tí nữa mình sẽ thử sao. Chắc là có sát thương kỹ năng ghê lắm đấy. Người đào nhanh thật. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ không chế tạo cúp nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến chế tạo vũ khí. Xem nào, úi dồi, nhiều quá nhở. Xem nào, còn mình bỏ rơi cái cúp nào không nhở? Cúp Galaxy này, đúng rồi. Cái cúp huyết linh hồn cúp này là hồn kiếm này. Ui. Rồi, chắc có lẽ rằng là ui, còn tầng trên nữa này này. Các bạn thấy không? Các bạn thấy còn tầng trên không? Mình có thể lên tầng trên để đào đấy. Wow. Nhưng mà mình thôi, mình không đào ở tầng trên. Mình đào từ tầng dưới đào lên cũng được. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ chế tạo. Mình sẽ mặc áo giáp vào đi. Mặc cái áo giáp, cho áo giáp sắt mà. Súng à? Súng thì chắc là chưa cần lắm. Ui, có khẩu súng đi không? Ở đây súng thì chế tạo rất là đơn giản luôn này. Mua một cái là được luôn. AVKM các thứ này thì mình nghĩ rằng là nó rẻ tiền. Thế nên là mình sẽ chế. Ui, cái gì đây? Dìu thánh Hitra. Ui, có cả dìu à? Cười vậy. Thế nên là mình sẽ chế kiếm. Chế kiếm các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ chế bắt đầu từ cái kiếm nào. Kiếm năng lượng đây. Ok, kiếm katana đây. Ui, kiếm tiếp theo là gì đây? Kiếm katana rồi. Ui, mộc linh hồn kiếm này. Ui, làm lại kiếm thế. Mộc linh kiếm. Đâu rồi, katana rồi, nâng cấp lên cái kiếm gì nữa rồi. Đây, kiếm nham thạch. Kiếm lửa thiêng. Ok, lửa thiêng. Lửa thiêng với chúng tôi. Kiếm mộc linh. Mộc linh. Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Kỹ năng hơi chậm. Kỹ năng hơi chậm bạn. Không sao, cứ từ từ đó bạn ơi. Kiếm đây cũng có vẻ là cũng rất là đẹp đấy. Nhìn nó vẻ là xịn sò con bò. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo cái ngôi sao này, này. Mảnh này. Rồi, kiếm gì đây? Bạch linh thiên. À đâu, bạch linh kiếm. Bạch linh kiếm các bạn. Ok, bạch linh kiếm. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo lên cái kiếm hình như kiếm loi à. Lửa thiêng. Đâu, có cái kiếm nào nữa ta? Nó bị ẩn đâu à? Huyết linh hồn. Bây giờ mình phải tìm cái kiếm Galaxy này các bạn ạ. Kiếm Galaxy. Ui, đây 5 mảnh. 5 mảnh Gravity phải không? Ok, có liền 5 mảnh đây. Đào một cái thôi, nhặt cơ mà thoải mái luôn. Rồi, ui, bây giờ mới được 3 mảnh. Chết giờ. Rồi, ok. Chắc là đủ 5 mảnh rồi đấy. 4 mảnh ạ, ừ, trời ơi. Cay thật. Mới được 4 mảnh thôi à. Thằng đào cảm giác được 5 mảnh rồi cơ mà. Đào cái chỗ này cho đỡ vướng nhé. Láo này. Rồi, ok, 5 mảnh rồi, chắc chắn rồi. Rồi, chúng ta sẽ được cái kiếm Galaxy. Kiếm Loi Linh Thiết Kiếm. Ok, Loi Linh Thiết Kiếm là cái gì mà mình cũng không biết lắm. Tiếp đấy là cái kiếm cuối cùng, đó là sao nào? Bạch Linh Thiên Kiếm. Ok, kiếm cuối cùng hình như mình chế được luôn rồi sao nhỉ? Đâu ta? Kiếm cuối cùng rồi, kiếm huyết hồn linh kiếm. Huyết linh hồn kiếm. Ủa? Kiếm Galaxy. Rồi, đây dưới này rồi.
Ui lắm loại kiếm thế. Ui bây giờ lại cần thêm một ngôi sao nữa. Rồi ok. Có vẻ là đồ ở đây chế nó khá là khó đấy bạn. Vừa vào là tưởng nó đơn giản đâu, nhưng mà đơn giản không tưởng đâu. Rồi, mình sẽ phải nhặt hết đống này đã. Ai đấy? Như ma vậy. Rồi ok, huyết hồn đây. Hết hồn luôn chứ. Đấy, huyết linh hồn kiếm đấy nha. Rồi chúng ta sẽ chế cái kiếm cuối cùng, đó là cái kiếm huyết linh hồn kiếm. Bùm, xong rồi, ok. Ok la rồi đấy, bây giờ đi chiến đấu thôi. Tầm này là đi chiến. Ui dồi. Ui, cái kiếm như kiểu cái dìu ấy. Ồ, đây là bạn kia mà. Rồi, chúng ta sẽ khu vực PVP phải không? Ok, khu vực PVP. Xem nào, đây là nhà mình. Thế nhà mấy bạn kia là đi hướng bên này cho mà xem này. Ồ, phải không? Cái này là cái gì đây? Ồ, hộ mình cái gì đây? Ồ, đây, nhà bạn kia đây. Mấy nhà bạn kia đây. Chuẩn bị chiến đấu ạ. Hello, có ai đây không? Phát hiện kẻ địch. Phát hiện kẻ địch. Trời ơi, chết luôn. Sao? Trời ơi, sao? Làm sao? Ui. Cái gì vậy? Kiếm của tôi là cái kiếm VIP mà sao lại yếu thế này? Chết dở rồi. Ui, né. Chết dở rồi các bạn ơi. Kiếm của mình là cái kiếm VIP mà sao lại cảm giác như yếu hơn cả cái kiếm của bạn kia là cái kiếm. Trời ơi. Đâu rồi? Ui. Mình hồi sinh đây luôn rồi ạ. Mình hồi sinh đây luôn. Có chiến với chúng tôi này. Kỹ năng. Ui chạy, chết rồi. Ui chết rồi, thôi chạy thôi. Ui chết rồi, chạy thôi, trốn thôi. Rút lui. Ui không được các bạn ơi. Hình như là cái kiếm này nó bị lừa rồi các bạn ạ. Chết dở rồi. Rõ ràng là tôi chế cái kiếm VIP nhất mà sao nó cảm giác như là cái kiếm này là cái kiếm cùi nhất ấy. Hỏng rồi. Rồi ok, chế cái súng đã. Hỏng rồi. Bây giờ là tính ra là còn mỗi súng ống thôi. Chế mỗi loại một cái đi. Súng máy, súng miếc nào, túi hồi y tế này, ok. 32 này, rồi. Đấy, xem mà có súng gì xịn xó. Bây giờ là mình có nên nâng cấp áo nhỉ? Áo giáp xích. Ừ đúng rồi, lên các bạn. Nên. Ở đây nha, đi đào thêm mấy block nữa đã. Trời đất ơi. Vừa sang oánh lộn. Thế cuối cùng là mình giết được 6 mạng và bên kia giết được mình 3 mạng. Cũng được. Đấy, xem nào, thay đạn hết đi. Súng ống là thay đạn súng ngắm này. Súng ngắm này mạnh phết đấy, đừng đùa. Rồi 100 viên đạn rồi. Sẵn sàng chuẩn bị đi tác chiến rồi. Ôi cái gì đây? À trên này có pháo hoa các bạn ơi. Pháo hoa. Đây, nâng cấp áo giáp nhá. Áo giáp xích này. Đấy, ngon lành cái nào ngay cái. Còn cái này là cái giảm tăng sát thương lên người chơi này. Phải dùng các bạn. Nước ép dưa hấu à. Giảm sát thương lửa. Không. Xóa trạng thái này nên. Rồi bây giờ chúng ta mặc áo giáp xích vào. Đó, ngon lành cái nào luôn. Tăng sát thương người chơi này. Đâu xem là còn cái gì đâu. Mình bắt đầu ra chiến thôi các bạn ơi. Tầm này thì chắc là không còn vũ khí gì nữa rồi. Rồi ok, tấn công thôi. Attack rồi. Súng ống sẵn sàng. Lên đạn. Chiến đấu. Ô chết. Đi đường nào nhỉ? Đây. Đặc điểm hồi sinh ở đây. Ui dồi ôi. Cứ tưởng là đối thủ cơ. Kẻ địch cơ. Đâu rồi ạ. Tấn công. Khỏe thế. Trời đất ơi. Khỏe quá. Ôi. Rồi ok, mình sẽ bắn một viên. Xạ thủ đây. Hai viên. Xạ thủ đây. Chém. Úi dồi, các bạn thấy không? Pha kết hợp. Pha kết hợp của núp ghê không? Úi dồi. Ui mạnh thế. Chết dở rồi. Mạnh quá. Ui khỏe quá. Trời đất ơi. Khỏe dã man luôn. Đâu rồi? Xả đạn. Ui cái súng này vẫn là súng. Rồi bá cháy luôn. Chết dở rồi.
Chết rồi. Bạn này khỏe thế nhở? Ăn cái gì mà khỏe dã man vậy? Rồi ok. Ui ui ui. Khỏe. Tôi không sợ. Tôi không sợ. Khỏe. Ui. Khỏe thật sự luôn đi. Trời ơi. Có vẻ là kiểu như 1v2 là không ổn rồi. Tầm này là 1v2. Chạy đội, chạy 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 bò lạc à. Bò lạc với chúng tôi à. Bò lạc với chúng tôi à. Bò lạc với chúng tôi. Ui thanh niên này cũng có kiếm này à. Có vẻ là cái kiếm đấy xịn hơn cái kiếm của mình các bạn ơi. Rồi ok. Thay đạn đã. Cày thế nhở. Rõ ràng là mình chế được cái thanh kiếm VIP nhất mà. Cảm giác như là nó là cái thanh kiếm cùi nhất ấy. Rồi đây, chuẩn bị rình dập con cá mập. Có ai đây không? Úi dồi. Chạy đi đâu bé ơi, chạy đi đâu, xuân này còn không về. Ui, không xi nhê luôn. Súng, nói chung là súng ở đây rất là yếu. Rồi, mình sẽ phải ăn thức, ăn gà chạy nhanh thôi. Chứ không bị mộng nặng các bạn. Chạy lanh quanh, chạy lanh quanh, cuối cùng. Hóa ra chơi mèo đuổi chuột. Nào sao? 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 Kỹ năng! Ui, kỹ năng chí mạng các bạn. À, hồi phục, hồi phục, hồi phục, hồi phục. Ui! Một cái chết luôn! Trời đất ơi! Ghê rùa! Chạy, 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 chạy. Ui, cái kiếm của mình là cái kiếm sai lầm tuổi trẻ đó các bạn ơi. Chứ không phải kiếm xịn sò gì đâu. Nâng cấp cái kiếm đấy là sai lầm về trẻ. Trời ơi. Ui này. Mạnh dã man rồi. Tôi rút lui đây. Tôi không chiến đấu nữa. Nhòi đầu ở đây. Nhòi đầu ở đây. Ui cái súng này nó bắn vỡ. Ui. Này súng bắn vỡ block luôn à. Ghê vậy. Wow. Rồi ok. Trốn rồi các bạn ơi. Ui một mình sang chiến luôn ạ. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu bé ơi? Chạy đi đâu? Ui. Khỏe thực sự. Khỏe thực sự các bạn ạ. Không biết bạn này chế tạo cái đồ gì. Rồi luôn. Không để về nhà luôn. Rồi xong. Toang rồi. Toang rồi. Tầm này mà. Ui. Khỏe thực sự các bạn ạ. Toàn mấy thành phần châu bò thôi. Châu bò thôi. Châu bò đánh nhau. Rồi mới chết. Rồi mới chết. Đã thế mình cứ lấy súng này mình sấy được các bạn này. Ui khỏe thế. Vào đây. Ăn cái gì mới được chứ. Rồi úi rồi. Kể ra mình súng này vẫn là nhất các bạn ạ. Súng này vẫn là nhất. Súng này vẫn là nhất. Súng này vẫn là mạnh. Kiếm không mạnh bằng. Rồi đâu. Ôi dồi. Rồi mình sẽ đứng đây mình xả đạn luôn các bạn. Đứng đây xả đạn đối thủ. Ra cái là ăn đạn liền. Wow, thanh niên chế tạo cái gậy gì kia. Gậy gì kia. Ghê vậy. Ghê vậy. Bắn cái gì. Súng này vẫn là nhất các bạn ạ. Súng đúng là súng máy vẫn là thế lực xịn sò. Okay. Bắt cuồn lên đây. Bắt cuồn đây. Bắt cuồn đây. Làm sao rồi sao. Ui chết rồi. Bắt cua bị xíu hụt rồi. Thanh niên kia cũng chế súng máy nhưng mà không biết rằng là mình đã có áo giáp xích à. Hình như là mấy bạn kia là. Ui chết giờ rồi. Cho tôi lên đi. Trời ơi. Trời. Ui sao rồi sao. Chết luôn. Chết luôn.
chết luôn. Úi giời, hợp lý luôn các bạn ơi. Giáp xích, đúng rồi, đúng là giáp xích rồi. Giáp xích thì nó mới khỏe thế chứ. Ui ôi, chết giả rồi. Chết giả rồi. Thôi đi trốn rồi. Đi trốn nó không ra đây nữa. Đi trốn rồi. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thực sự là mình ui, đồ đẹp không phải là tất cả các bạn ạ. Đồ đẹp chưa chắc gì nó đã mạnh mà mình bị cú lừa. Mình cảm thấy rằng là cái kiếm này nó còn không bằng cả cái súng này luôn. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Bye bye, bye bye.